cảnh báo về tà giáo phát sinh từ Trung Quốc đang len lỏi vào Việt Nam, nguy hiểm tới hàng ngàn tín hữu Công giáo. Con xin chào cộng đoàn, kính thưa cộng đoàn, xã hội ngày hôm nay bên cạnh đạo Công giáo do chính Chúa Giêsu thiết lập ở trần gian và có từ hàng ngàn năm, thì người ta bắt đầu nghĩ ra rất nhiều giáo phái và nhiều đạo khác. Nhưng điều cực kỳ nguy hiểm đó là những giáo phái này mặc dù mới thành lập nhưng lại thu hút và chiêu dụ được rất nhiều tín đồ, và trong đó có cả những người Công giáo. Video này sẽ cho chúng ta biết đó là giáo phái nào, cách chiêu mộ tín đồ ra sao, cũng như những hệ quả mà giáo phái này đã gây ra. Rất hay và như một lời cảnh báo đến tất cả mọi giáo dân. Còn mời cộng đoàn chúng ta cùng xem tiếp và xem hết. Hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật tin Công giáo cộng đoàn nhé. Và cộng đoàn có thể chia sẻ video này cho những người nào đang bị lún sâu vào giáo phái này. Thưa cộng đoàn, đó là giáo phái Tia Chớp Phương Đông. Người gia nhập giáo phái này phải đoạn tuyệt với cuộc sống trước đây để tôn thờ một người phụ nữ tự nhận là hiện thân của Chúa. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, hay còn gọi là Tia Chớp Phương Đông, được cho là một tà giáo vì giáo lý của họ đi hoàn toàn ngược lại với những lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Thưa cộng đoàn, giáo phái này có tên thì nghe như kiểu tin lành nhưng không phải là tin lành, và chính bên tin lành thì họ cũng lên án giáo phái này. Giáo phái này được thành lập tại Trung Quốc vào năm 1991. Những người theo giáo phái này tin rằng Chúa Giêsu đã tái lâm trong hình hài một người phụ nữ Trung Quốc hơn 40 tuổi tên là Dương Hướng Bân, đôi khi được gọi với tên Đặng Nôi. Năm 1995, giáo phái này đã bị Trung Quốc cấm, nên bà Dương đã cùng với người tình Triệu Duy Sơn, là một cựu giáo viên vật lý và là người sáng lập ra giáo phái này, đã chạy trốn sang Mỹ. Theo bà Emily Dunn, là một học giả nghiên cứu về châu Á tại Đại học Meebowler, ước tính nhóm Tia Chớp Phương Đông có từ vài trăm ngàn người đến 1 triệu tín hữu. Trên trang web của giáo phái này được viết bằng 12 ngôn ngữ và nói rằng có đường dây nóng ở 21 quốc gia cũng như các đặc khu hành chính của Trung Quốc như Hồng Kông, Macau. Bà cho biết Tia Chớp Phương Đông bị cấm khiến cho các thành viên hoạt động ngày càng bí mật hơn. Họ có thể chỉ biết nhau qua biệt danh nhằm tránh các thành viên khác khai báo cho giới chức. Và thưa cộng đoàn, sau đây là một vài cách họ chiêu dụ các tín đồ. Giáo phái này ban đầu sẽ tập trung chiêu mộ những người phụ nữ, đặc biệt là những người nội trợ và những người ít học ở vùng nông thôn. Tuy nhiên sau đó, họ cũng nhắm vào những người có học vị cao. Một cựu tín đồ giấu tên ở Dương Châu, Trung Quốc cho biết, cô bắt đầu tham gia vào các buổi giảng đạo do bị bạn thân rủ rê. Chiến lược của họ đó là lôi kéo từ từ bạn bè, giống như tham gia vào các lớp ở trường học. Họ nói với chúng tôi có 3 bước để tin vào Chúa. Trước tiên là bạn tin vào Thánh Joseph, sau đó là tin vào Chúa, và cuối cùng là tin vào hóa thân của Chúa, đó là bà Dương Hướng Bân. Họ yêu cầu chúng tôi phải tuyên truyền để có nhiều người cải đạo, nếu không thì Chúa sẽ rất buồn. Các buổi giảng đạo được dẫn dắt bởi các thầy, và tín đồ mới như tôi không thể nào biết về đời tư của họ. Tôi chỉ biết thầy của tôi với tên gọi là Tiểu Hồng, và thậm chí tôi còn không biết tên thật của bà. Và thưa cộng đoàn, sau đây là những sai lầm nghiêm trọng và những hệ quả mà giáo phái này đã gây ra rất bi thảm. Tia Chớp Phương Đông được cho là có liên quan đến các vụ bạo lực, tống tiền và bắt cóc. Năm 2014, tại một quán ăn nhanh ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, 5 người họ nhà Trương đã lao vào đánh chết một người phụ nữ chỉ vì cô này từ chối gia nhập giáo phái này. Nhà Trương sau đó đã không hề tỏ ra hối hận gì. Khi ra tòa, họ còn kết luận cô ta là một con quái vật, cô ta là linh hồn của ma quỷ, chúng tôi không sợ pháp luật. Và câu chuyện thứ hai đó là chị và mẹ của một thanh niên có tên là Wang Jialan, sống ở miền Đông Trung Quốc, cũng đi theo Tia Chớp Phương Đông. Vào tháng 1 năm 2013, chị của Wang đã đánh chết bố của mình, giống như những kẻ giết người ở quán ăn nhanh. Cô này coi bố của mình là một con quỷ và cần phải tiêu diệt. Chị của Wang sau đó đã ra đầu thú. Cảnh sát Trung Quốc cho biết giáo phái này chia ra nhiều cấp bậc. Các thành viên nào đóng góp càng nhiều tài chính thì họ sẽ được thăng cấp. Mọi thành viên đều sẵn sàng quyên góp tiền cho họ, với số tiền dao động từ 10.000 nhân dân tệ, tức là 1.500 đô la, đến hàng chục nghìn nhân dân tệ. Viên cảnh sát Dong Jiafeng cho biết họ được dụ dỗ rằng miễn là họ quyên góp, Chúa Toàn Năng sẽ giúp cho họ thoát khỏi mọi bệnh tật. Hơn thế, giáo phái này còn buộc các thành viên cắt đứt tất cả những mối quan hệ với cuộc sống trước đây để hoàn toàn mộ đạo. Giáo phái này có tư tưởng chống gia đình, chống chính phủ. Họ vứt bỏ tất cả các mối quan hệ gia đình
và khuyến khích nhau làm như vậy. Một người đàn ông giấu tên, có vợ, đã bỏ để gia nhập vào giáo phái này cho biết họ đã biến tất cả những người tử tế thành điên rồ và cực đoan. Anh Quy Jianguo là một kỹ sư tại nhà máy phụ tùng xe hơi. Năm 2014, anh mất vợ khi cô này bỏ nhà theo toàn năng tà giáo, bỏ lại anh và một đứa con 5 tuổi. Anh này cho biết, bạn có thể thấy giáo phái này nó nạch nạc như thế nào so với Kitô giáo. Kitô giáo dạy chúng ta rằng gia đình là điều quan trọng nhất. Ai lại đi khuyên một người mẹ bỏ rơi con, bỏ chồng của mình cơ chứ? Và thưa cộng đoàn, chúng ta là những người công giáo thì chúng ta cần tỉnh thức. Giáo phái này đang phá tan tành rất nhiều hội thánh tin lành ở bên Trung Quốc và đang lan tràn sang Việt Nam. Chúng kinh khủng đến nỗi đã bị chính quyền Trung Quốc truy nã, liệt kê vào tội phạm hình sự liên quan đến nhiều vụ dụ dỗ, bắt cóc, tấn công bạo lực và chụp những tấm hình liên quan đến tội phạm tình dục và phá hủy uy tín của bạn. Rất nhiều người bên Trung Quốc đã bị dụ dỗ, sập bẫy và lãnh hậu quả nghiêm trọng. Và sau đây là một số fanpage của họ ở trên Facebook chúng ta có thể cảnh giác. Thứ nhất, đó là Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thứ hai, Nắng Nghe, Yêu, Đồng Hành. Thứ ba, Ân Sủng, nick Facebook cá nhân. Nguồn tổng hợp vnexpress.net. Và thưa cộng đoàn, trước thông báo này thì có rất nhiều ý kiến. Một bạn click Facebook Trung Trung Phú bình luận: mọi người cứ bám chắc vào các giáo huấn của Đức Giáo Hoàng thông qua các giám mục, linh mục của xứ mình mà hiệp thông cùng giáo hội là ăn chắc. Một bạn Martine bình luận: ngôn sứ giả thì có đầy, điều này Chúa Giêsu đã cảnh báo trước trong Kinh Thánh. Và chúng ta quan tâm nhất đó là một admin của fanpage Sắc Màu Thiên Chúa Giáo đã cảnh báo như sau: nhóm này chủ yếu truyền cho những người tin vào việc hiện nay Thiên Chúa đã nhập thể xuống thế gian một cách âm thầm để chọn ra những người tốt, kẻ xấu trước khi Ngài Quang Lâm ngự trên đám mây vào ngày phán xét. Thiên Chúa xuống thế là một người bình thường ở Trung Quốc, hi hi. Nói chung, chủ đích của họ là trích Kinh Thánh theo lối tự suy diễn để làm công cụ cho người ta tin vào cái ý niệm bên trên. Họ chỉ chú tâm vào điều đó và không quan tâm những thứ khác. Đó là lý do họ ra mặt bài trừ Đức Mẹ, các thánh, giáo hoàng. Và điều này thực sự nguy hiểm vì có nhiều người không biết, nầm tưởng họ là đạo công giáo. Về lối dùng từ của họ thì giống như tin lành, như các phiên âm. Họ tập trung vào các sản phẩm truyền thông cực mạnh, tranh vẽ và nhất là phim ảnh. Mình đã theo dõi một số tập phim của họ, phải nói là quy mô đầu tư và truyền thông rất mạnh. Tập phim của họ cũng nhắc đến việc nhắm vào những người công giáo. Dạo gần đây, mình thấy họ xuất hiện với tần suất khá nhiều. Mình đang quản trị một vài group nhỏ mà trung bình một ngày có đến 2 đến 3 người họ đăng ký tham gia vào group. Mọi người cẩn thận. Và còn rất nhiều bình luận khác. Thưa cộng đoàn, tóm lại là chúng ta cần phải cảnh giác. Chúng ta thấy có điều gì đó sai sai với lời dạy của giáo hội thì chúng ta cần tham khảo ngay ý kiến của các cha xứ, các cha ninh hướng. Quý vị có quan điểm gì thì cùng bình luận, trao đổi với Thành Long Vlog nhé. Lạy Chúa, sự dữ đang len lỏi khắp thế gian, xin Chúa thánh hóa và bảo vệ chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì có thể ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những video, những tin tức hay nhất về đạo công giáo, cũng như là truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video mới phục vụ cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn.